Sáng nay tại nhà Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Thảo luận đóng góp cho dự án luật, đại biểu bày tỏ thống nhất việc dự thảo luật đã bổ sung người nộp thuế là doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa dịch vụ tại Việt Nam theo các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Ngoài ra, dự thảo luật đề xuất áp dụng mức thuế suất ưu đãi 15% và 17% cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng, giúp giảm gánh nặng thuế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như mức doanh thu 3 tỷ đồng áp dụng thuế 15% là quá thấp. Cách phân loại doanh nghiệp chỉ dựa vào doanh thu có thể bị lợi dụng. Đối với cơ quan báo chí, đại biểu cho rằng hiện nay cơ quan báo chí hoạt động với mục tiêu phi lợi nhuận nhưng vẫn phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% như các doanh nghiệp thông thường. Điều này gây áp lực tài chính lớn, đặc biệt khi nguồn thu từ quảng cáo ngày càng giảm do cạnh tranh với các nền tảng số. Bên cạnh đó, luật thuế hiện tại chưa có quy định riêng cho cơ quan báo chí, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất như doanh nghiệp thông thường mà không xét đến vai trò đặc biệt của báo chí. Đại biểu đề xuất áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động ngoài nhiệm vụ chính trị như quảng cáo, tổ chức sự kiện. Đồng thời miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, diễn trợ cho cơ quan báo chí, có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các cơ quan báo chí địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và khả năng tự chủ tài chính thấp hoặc là rất thấp. Ngoài ra, đại biểu cho rằng dự thảo luật quy định miễn thuế cho doanh nghiệp có từ 30% lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện hoặc người nhiễm HIV là hợp lý. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định về hỗ trợ chi phí cụ thể mà doanh nghiệp bỏ ra để đào tạo và tạo điều kiện làm việc cho những lao động yếu thế này.